Nè, cậu bé Ly review phim nè. Đang coi cái gì bé Ly? Doraemon hả? Ôi anh Bảo ơi. À gì hả? Huấn luyện hả? Ờ à, đó. Thấy bé Ly review chưa? Cứ mê con bướm. Đó. Đó, thấy bé Ly review phim chưa? Chưa làm bài xong rồi đi nói chuyện. Trời ơi, thấy cưng chưa? Bà rất là nhập tâm luôn á. Đó, thấy cưng chưa quý vị ơi? Gãy đầu rồi. Trời ơi, nhìn bác à. Thấy bà lành chưa, bà coi phim bà lành chưa, rất là nhập tâm luôn á mọi người. Khi mà bé Ly xem phim là nhập tâm lắm. Đó, thấy cưng không? Rồi nhìn cái tay bảo thấy cưng không? Bữa nay không có coi phim cổ tích nè, không coi chuyện cổ tích nè. Bé Ly rất là thích coi chuyện cổ tích nữa nè. Thấy ghét chưa? Nói ấy cái giò lại để cái iPad lên. Trời hung nữa hả Bảo? Anh Bảo cứ ghề ghề lại là hung, ghề ghề lại là hung. Đó. Bà rất là lành luôn á mọi người. Ồ, sức mạnh à? À. Ơi mặt mày đen thui rồi. Mặt mày đen thui rồi, bị gì vậy? Bị gì mặt mày đen thui rồi? À gì hả? Ồ, đeo kính vô ngồi ghê không? Bà Vinh làm gì ạ? Đang có phim à? À với bà ngoại hay sao hả? Đang quay quay ẩm thực phải không? Thấy cưng không mọi người? Chống mặt luôn rồi. Đồ này ai mua cho cưng đẹp chứ vậy? Người ta cho hả? Ờ đẹp á. À, bà xem cái này bà rất là nhập tâm.
Rồi, cọc tóc của nào thấy cưng không? Tóc này tóc tóc có quắn con quắn. Bà coi nhập tâm, bà coi khí thế luôn không? Biết ngay mà. Dạ, anh Nam Đen mến chào quý ông bà cô chú nha. Đó, Nam Đen mời quý ông bà cô chú xem bé Ly review phim nha, chắc là nhập tâm luôn á. Mắc mặt luôn à. No. Khi mà bé Ly xem phim hay là hoạt hình hay gì đó, có chuyện cổ tích đó, là bé Ly rất là nhập tâm. Đấy, giống như là hóa thân vào những nhân vật ở trong đó luôn á mọi người. Yeah.